thưa quý vị, đầu tiên là tin tức đến từ Việt Nam được viết rằng hiện nay thì nước Việt Nam hưởng lợi khi nhà đầu tư quốc tế rời khỏi Trung Cộng. Theo Asia Times Financial, thì Việt Nam là một quốc gia hưởng lợi nhất cùng với Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan và Thái Lan khi mà nhà đầu tư quốc tế rút khỏi Trung Cộng do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, đại dịch Covid-19 và tranh giành ảnh hưởng chính trị giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Cùng với nhiều công ty của Hoa Kỳ, đã có khoảng 90 công ty của Nhật Bản đang rời khỏi Trung Cộng để sang các quốc gia khác. Khoảng 1 phần 3 các công ty cung ứng hàng đầu thế giới đã chuyển hoặc là có ý định chuyển hoạt động chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Cộng đến năm 2023. Các lý do làm cho Việt Nam được hưởng lợi bao gồm quan hệ ngoại giao nồng ấm đối với Hoa Kỳ, ưu đãi đối với nhà đầu tư ngoại quốc, vị trí địa lý chiến lược với cửa ngõ thuận tiện ra Biển Đông và lực lượng lao động trẻ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng gặp thách thức trong việc lôi kéo các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm thiếu công nhân lành nghề và lực lượng lao động với trình độ học vấn thấp, cơ sở hạ tầng, đường bộ và hàng không yếu, trong khi hải cảng thì thiếu dẫn đến chi phí vận chuyển cao. Thẳng dư thương mại cao với Hoa Kỳ đã khiến cho Hòa Thịnh Đốn có thể điều tra về thao túng tiền tệ và để tránh bị Hoa Kỳ gây chiến thương mại. Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tìm cách giảm thẳng dư thương mại bằng cách nhập cảng khí đốt từ Hoa Kỳ và kêu gọi vốn vào ngành sản xuất khí đốt, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong vài tuần vừa qua, thì đã có nhiều công ty của Hoa Kỳ quan tâm đến lĩnh vực điện và khí đốt của Việt Nam. Các công ty này đang chạy đua để được tham gia quy hoạch phát triển điện lực quốc gia gần đây nhất của Việt Nam và kính thưa quý vị Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam muốn cho người dân cùng trả số tiền là 1 tỷ mỹ kim để mua vaccine corona virus tin từ Việt Nam. Tờ báo tuổi trẻ ngày 28 tháng 9 năm 2020 loan tin Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam dự trù sẽ bỏ ra 1 tỷ mỹ kim để mua vaccine corona virus nhưng số tiền này có thể sẽ được lấy từ tiền trong túi của 95 triệu dân Việt Nam và ngân sách để trả mà nhà cầm quyền gọi với cái tên đầy xảo ngôn đó là nhà nước và nhân dân cùng làm. Kính thưa quý vị, ông Trần Văn Thuấn là Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản cho biết, hiện nay thì nhà cầm quyền đang có hai nguồn vaccine chính, đó là vaccine do bốn công ty ở quốc nội sản xuất và vaccine đặt mua từ ba quốc gia Hoa Kỳ, Anh Quốc và Nga. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm vaccine của các công ty tại Việt Nam đang bị chậm lại, chưa có khả năng đánh dấu, đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine ở trên khỉ. Và chính vì vậy, Bộ Y tế Cộng sản ưu tiên nguồn vaccine mua của các công ty ngoại quốc. Vẫn theo lời của ông Thuấn, thì Bộ Y tế Cộng sản tính toán sẽ mua đủ vaccine cho toàn bộ người dân Việt Nam là 95 triệu người. Và vì Việt Nam là quốc gia đang phát triển, cho nên sẽ được mua với giá ưu đãi là khoảng 10 tỷ Mỹ Kim cho một liều tiêm 2 mũi. Chi phí dự trù sẽ trả là 1 tỷ Mỹ Kim, nhưng nhà cầm quyền chưa nghĩ ra được số tiền này ở đâu ai phải chi trả tiêm chủng cho nên đã nghĩ ra cách là người dân sẽ phải chi trả chi phí này. Ông Thuấn nói thêm, hiện nay thì nguồn cung cấp vaccine khá ít, cho nên Bộ Y tế dự trù nếu như có vaccine thì sẽ tiêm cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao như là những nhân viên y tế, người già và những người có bệnh mãn tính. Và cây thánh giá bị hư hại sau vụ phá hoại tại chủng viện công giáo ở San Antonio, Texas. Kính thưa quý vị, theo tổng giáo phận tại San Antonio thì một chủng viện công giáo gần với Woodlaw Lake đã bị phá hoại vào lúc 10 giờ tối thứ năm vừa qua. Một cây thánh giá ở ngoài trời và năm cửa kính đã bị hư hại trong sự việc trên xảy ra tại Assumption Seminary. Cha Hi Nguyễn là người đứng đầu chủng viện cho biết rằng tất cả các chủng sinh và tất cả những người ở chủng viện đều an toàn. Theo cha Hi Nguyễn, một người đàn ông chưa rõ danh tính đi lên khu nhà tập thể mang theo gậy bóng chày hoặc là vật tương tự. Anh ta đập cửa liên tục đã làm vỡ kính. Cảnh sát được gọi đến nhưng người đàn ông đã bỏ trốn trước khi các cảnh sát đến đây. Trên cây thánh giá, các ngón chân của Chúa Giêsu đã bị đứt lìa và một chiếc áo thi đấu của San Antonio Spurs cũng đã được uh, đặt quanh đầu của bức tượng của Ngài. Tổng giáo phận cho biết không có ai bị thương trong sự việc trên. Việc sửa chữa đã được tiến hành vào sáng thứ Sáu. Và theo tờ Korn đưa tin, thì một báo cáo của cảnh, của cảnh sát ghi nhận rằng một thám tử đã chụp ảnh hiện trường vụ án và thu thập được một bộ quần áo có thể do nghi can đánh rơi. Hiện nay thì sự việc vẫn đang được điều tra. Kính thưa quý vị. Và ngôi sao Jackie Nguyễn mở quán cà phê di động tại Kansas, Kansas City kính thưa quý vị, cô Jackie Nguyễn là một ngôi sao đã cống hiến cả thập niên cho sự nghiệp điện ảnh, đã vừa chuyển hướng sang kinh doanh và mở quán cà phê Việt Nam di động đầu tiên tại khu vực Kansas City, mang tên là cà phê. Cô cho biết rằng quán cà phê của cô là nơi duy nhất ở tiểu bang Missouri phục vụ hạt cà phê chính thống đến từ Việt Nam. nguồn nguyên liệu này được ủ khác nhau. Các thành phần và hương vị cà phê mà cô mang đến cho thực khách cũng rất khác. Món nổi trội nhất tại quán cà phê đó là cà phê đá, được cô xem như là một thức uống tinh túy của Việt Nam. Theo tờ Starland News đưa tin, khi bắt đầu, cô không biết bất cứ điều gì về việc vận hành một quán cà phê. Nhưng sau khi cô phỏng vấn nhiều chủ quán cà phê khác nhau, họ đã phần nào giúp cho cô định hướng từ các hình thức gây quỹ, hàng hóa cho đến các tiến trình cần thiết. Hiện tại ở Kansas City thì cô Jackie Nguyễn cho biết các đồng nghiệp cùng với lĩnh vực đang giúp đỡ cô về kiến thức chuyên môn và nguồn lực nhằm hỗ trợ cho cô xây dựng thương hiệu mới với quán cà phê. Cô Jackie Nguyễn hy vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều tầng lớp văn hóa châu Á lan rộng khắp Kansas City vì cô tin rằng ẩn sau mỗi ly cà phê đều là những nét văn hóa riêng biệt và cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nhận được sự ủng hộ quan trọng vào chức vụ dân biểu tiểu bang. Đây là tin từ Quận Cam, California. Theo bản thông báo, thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 9 năm 2020, từ văn phòng vận động tranh cử của cựu thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, bà đã nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Phó cảnh sát trưởng Quận Cam, còn được viết tắt là AOCDS vào chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt 72. Hiệp hội AOCDS là một trong những hiệp hội cảnh sát có ảnh hưởng lớn nhất trong chính trị của quận Cam. Và đây là chứng minh rất rõ ràng rằng bà Janet Nguyễn là sự lựa chọn của cơ quan thực thi, thực thi pháp luật vào chức vụ dân biểu tiểu bang. Kính thưa quý vị, hiệp hội AOCDS được thành lập cách đây hơn 40 năm và đại diện cho những cảnh sát của Sở Cảnh sát trưởng quận Cam. Hiệp hội này ngày nay đại diện cho hơn 3.900 cảnh sát trong Sở Cảnh sát trưởng, Văn phòng luật sư quận, Sở Quản chế và các công viên của quận Cam. Bà Janet Nguyễn đã có được một danh sách đáng kể về sự ủng hộ từ các cơ quan thực thi pháp luật trong lần vận động tranh cử này của bà. Là người được nhiều lá phiếu nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 vừa qua tại California. Tuy nhiên, bà Janet Nguyễn rất mong muốn vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quý vị để được vào chức vụ dân biểu tiểu bang địa hạt 72 trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Xin vui lòng vào trang mạng để biết thêm chi tiết. Trang mạng là www.janetforassembly.com